các bạn, đây là cây Roland DP990 mà RF hồi trước họ đã làm một clip là 990, bây giờ là 990 F, là 90 RF nữa ha. Bây giờ F hay là RF cái nào trước mà cũng không có rõ lắm ha. Nhưng mà cái cây này sản xuất năm 2010 thì cách đây cũng chục năm rồi, chất lượng của nó còn là rất là tốt. Cây này nếu mà màu bình thường á, màu không có bóng, thì khi mà giá xuất xưởng của nó tầm 2.300 đô la. Còn cái cây mà nó bóng như vậy thì nó là 3.000 đô la. Thì vậy cái cây này nó tương đương với những cái cây HP, ví dụ 503, 505, nó tương đương như các bạn. Chẳng qua là người ta làm kích thước ấy, gọn thôi, bởi vì sẽ phù hợp với những cái ngôi nhà, những cái không gian nhỏ gọn thì họ làm gọn thôi. Đó. Nhưng mà cái âm thanh, cái công lực của nó là nó ngang với một cái cây HP, một cái cây cao cấp nha các bạn. Nó rất là khác luôn nha các bạn. Nếu như các bạn biết được cái dòng P của Yamaha, thì so với cái này chưa có đủ tuổi, cây này nó rất là dữ, cây này nó ngang với cây HP nha, ngang với cây HP. Hoàng đàn thử một bài cho các bạn nghe thử ha. Cái cây DP990 RF này đó. Đây chắc chắn phải là một trong những cái lựa chọn cho các bạn mà yêu cầu chất lượng cao về âm thanh ha. Đó, họ đánh giá rất là cao cây này đó. Nếu mua mới tầm 3.000, mua cũ tầm 1.000 thì hợp lý quá rồi các bạn, hợp lý quá rồi. Đây là dòng cao cấp mà. Trong cái clip này á, các bạn nghe nó oang ha, là do cái không gian ở đây, nó trống quá, thành ra là cái clip oang, các bạn thông cảm nha. Hoàng cũng cố gắng làm thêm một cái clip review cho các bạn trong cái mùa dịch này, để các bạn có thể thêm các sản phẩm cho các bạn lựa chọn. Các Hoàng cũng muốn ra nhiều clip nữa, nhưng mà cũng có cái hạn chế là Hoàng bị kẹt dịch Covid này, bị kẹt lại ở Lâm Đồng mấy tháng này, có tính là cả nửa năm nay rồi, anh ra cũng không có làm clip được. Thế cũng yêu cầu công ty gửi lên cho Hoàng cây, hai cây, thì đó, giờ Hoàng mới làm được cho các bạn. Bữa trước được clip đúng không, bữa nay được clip, để Hoàng cố gắng Hoàng set up được cái không gian mà nó quay từ top down xuống như vậy, nó top view xuống vậy này, để Hoàng làm mấy clip để đàn đó. Cũng nhiều người yêu cầu quá mà vẫn chưa làm được, để Hoàng cố gắng, không hứa nha, mình sẽ cố gắng. Rồi, đây, một lựa chọn mới cho các bạn. Cảm ơn các bạn, để mời các bạn đến showroom của Hoàng để trải nghiệm. Ai mà ở Bảo Lộc á thì có thể đến coi cái cây này
À, có gì liên hệ với Hoàng ha, cây này rất là đã. Chào các bạn.